Hôm nay Bảo Guitar là một cái clip để hướng dẫn cho anh em cái cách gối đàn. Anh em rất là nhiều anh em ở ở dưới quê anh em gửi đàn lên Bảo Guitar để nâng cấp EQ. Trong cái clip này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Thông thường mình nghĩ là khoảng hơn 70% là những cái đàn của anh em sẽ có cái bao da như thế này, có cái bao mềm như thế này. Thì anh em sẽ bỏ cái đàn của mình vào cái bao mềm. Rồi bên trong cái bao mềm á, anh em sẽ thấy có những cái vị trí là phía dưới, ngay vị trí phía dưới cái gốc cần ấy, thì nó bị trống đúng không? Anh em sẽ ở nhà anh em sẽ tìm những cái mút xốp giống như này nè. Đó. Cái xốp giống như này, cái gì mềm cũng được anh em. Anh em lót. Nó lót những vị trí nào mà nó trống. Rồi sau đó anh em kiếm một cái mảng lớn như thế này nè, anh em quấn hết hết luôn cái đàn của mình. Đó là một cái lớp. Cái lớp thứ hai. Cái này nếu mà cái xốp này mà ở nhà anh em không có thì anh em cứ kiếm cái vật gì mà nó mềm để mình sẽ những cái vị trí trống á, khi mà người ta vận chuyển bằng xe 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 tải lớn đi chung với lại những hàng khác anh em, nó không bị, nếu mà trường hợp có đè lên cũng không sao, nó có cái vật này nó bảo vệ. Rồi một cái lớp rồi anh em ở cái bìa cạc tông này mình nghĩ là anh em kiếm dễ nè, có nghĩa là anh em kiếm bên mình nó thì mình sẽ có nguyên cái hộp luôn, hộp bìa cạc tông như thế này luôn. Còn em cái này là một cái của một cái vị khách mà gửi này, có nghĩa là sử dụng cái giỏ bia anh em, giỏ giỏ bia lon bia đó, hoặc là những cái bìa cạc tông mà anh em tận dụng cái anh em quấn lại thành một cái mảng, một cái hình nhiệt lớn, xong anh em bao lại. Đó là ba lớp. Đấy, cái đàn anh em bỏ vô. Xong anh em sẽ nhét những cái vị trí nào mà trống ở trong cây đàn, rồi kiếm một cái lớp mềm bao lại cây đàn mình, có nghĩa là càng kỹ càng tốt, nhưng mà anh em đừng có gói bự quá là nó sẽ người ta cân ký là tốn tốn tiền nhiều anh em. Rồi lớp ngoài cùng là cái bìa cạc tông như thế này. Rồi nhưng mà trước khi mà anh em lưu ý cho mình là anh em sẽ lấy một cái tờ giấy dán ở đây cho mình, ở ngay cái bao đàn luôn, mình mở ra mình sẽ thấy. Thì anh em sẽ ghi cái gì? Đầu tiên là anh em ghi tên của anh em. Ví dụ như nếu mà kỹ nha, mình sẽ ghi chi tiết cho anh em nè. Đầu tiên nè, tại vì thông thường mình sẽ liên hệ anh em qua cái tên Zalo. Và có rất nhiều anh em là tên Zalo thì đặt nó sẽ khác cái lại cái tên của mình. Anh em ghi là tên. Ví dụ như tên là Bảo của mình nè, Bảo chẳng hạn. Bảo rồi số điện thoại xuống xuống dưới ghi Zalo, rồi tên Zalo, ví dụ nickname Zalo thì nó khác, ví dụ mình ghi là Bảo Guitar đó Zalo, để khi mà mình vào Zalo thì mình sẽ có những cái thông tin mình trao đổi với anh em thì nó dễ đó. Đầu tiên là tên của anh em, tên thật của anh em, số điện thoại của anh em, xong là tên Zalo của anh em, rồi địa chỉ của anh em, EQ cần gắn. Đó là những nội dung mà anh em ghi trên một cái tờ giấy dán lại cho mình, để chi khi mà mình nhận cây đàn mình mở ra mình biết cây đàn này là của ai. Và mình cái tên Zalo hồi nãy là mình sẽ mở Zalo lên mình coi là mình với anh em đã trao đổi là anh em cần mình làm cái gì đó. Rồi cái địa chỉ là sau khi mà mình gắn xong mình sẽ đối chiếu cái địa chỉ mình gửi về tận nhà cho anh em, tại vì mỗi ngày anh em có rất là nhiều anh em ủng hộ Bảo Guitar Shop gửi đàn lên Bảo để nâng cấp EQ, thì mà anh em mà không có ghi thông tin lên bao đàn, mặc dù anh em đó liên hệ của mình qua Zalo này nọ, tầm một ngày mình nhận rất là nhiều tin nhắn Zalo, mình sẽ không có biết cái đàn này của ai đâu, mà mình chỉ đối chiếu là khi mình nhận được là mình nhìn cái bảng thông tin này đó, tên anh em, số điện thoại của anh em, tên Zalo của anh em, thông tin địa chỉ nhà của anh em và EQ cần gắn. Mà nếu anh em muốn chi tiết hơn thì anh em sẽ ghi những cái nội dung mà anh em muốn bảo người ta sửa chữa trên cây đàn của anh em, ví dụ phím hoặc là phím 2, phím 3 anh em thấy rè, hoặc là những vị trí nào mà anh em cần bảo người ta khắc phục thì anh em cứ ghi chi tiết, mình sẽ nhìn vào cái tờ giấy đó, rất là quan trọng ở vị trí này. Và sau khi mà mình hoàn thành xong chỉnh chu thì mình sẽ chụp hình gửi cho anh em, hoặc là mình quay clip review gửi cho anh em, rồi mình sẽ đóng gói thật là chỉnh chu và gửi ngược về tận nhà cho anh em. Và rồi để cái đó mình nói sao ha. Rồi còn một cái trường hợp là anh em những cái đàn anh em tốt á, có nhiều anh em có sở hữu những cái đàn tốt thì anh em sẽ có cái hộp cứng như thế này, có hộp cứng như này thì ok hơn, hộp cứng như này thì quá tốt. Thì anh em sẽ bỏ cái đàn vô đúng không, thì sẽ có những cái vị trí trống. Cái này là cái hộp, mình lấy cái hộp tượng trưng thôi nha anh em. Đó
anh em bỏ cây đèn vào thì anh em sẽ dùng cái, anh em phải kiếm cái mút xốp này nè, anh em lót ở mặt lưng của cây đèn và mặt tốp của cây đèn, và vị trí này cũng vậy, mặt trên mặt dưới đó mình lót lại để mình tránh trường hợp mà có đè lên thì nó không ảnh hưởng. Rồi mình sẽ đóng lại. Rồi ở ngoài cùng là anh em chỉ cần kiếm cái bìa cạc tông này nè, đây là mình chỉ cách anh em tốt nhất á. Đó, lại tiếp tục cái bìa giấy cạc tông nãy, anh em quấn bên ngoài cái hộp cứng này. Hộp cứng này nếu mà có hộp cứng này thì quá ok nè. Đó, và cũng như trên cái bao da nãy thì anh em lại ghi cái thông tin ở đây của mình. Đó. Tên, số điện thoại, tên Zalo, tên EQ cần gắn và những cái nội dung nhỏ nhỏ, ví dụ anh em cần mình làm cái gì. Đó, đó là cái cách mà anh em gói đèn. Rồi bây giờ tới cái hình thức, sẽ có hai hình thức. Một là anh em chủ động, sau khi mà anh em gói xong nha, anh em chủ động mang cây đèn ra bưu điện, bưu chính anh em. Tại vì bưu chính là mình thấy là nó rẻ hơn, rẻ đó và nhanh. Anh em chủ động thì nhanh hơn. Chủ động mang ra và người ta sẽ cho anh em một cái tờ giấy để ghi thông tin người nhận, ở người gửi, người nhận, đó một cái tờ giấy riêng để dán ngoài cùng á. Thì anh em chỉ cần ra anh em ghi thông tin rồi người ta sẽ gửi tới tận nơi của Bảo Vita shop, rồi mình xong mình sẽ gửi tận nhà cho anh em. Bên mình thì có dịch vụ bên giao hàng tiết kiệm. Rồi trường hợp thứ hai, đối với như anh em mà không có thời gian đi gửi thì anh em chỉ cần gói chỉnh chu như mình nói nãy giờ. Sau khi gói xong, viết thông tin dán lên xong thì anh em chụp cái thông tin đó bắn qua cái Zalo cho mình, để chi, để mình có thông tin của anh em, mình sẽ nhập lên cái phần mềm mình đặt. Tại vì mình đặt là mình sẽ đặt trên phần mềm của bên giao hàng tiết kiệm á, họ sẽ tới tận nhà của anh em. Ví dụ như trường hợp anh em gói xong chiều đúng không, mình đặt thì khoảng sáng ngày hôm sau là họ sẽ tới lấy. Và mình không chủ động được cái khung giờ đâu nha, mình chỉ một là buổi sáng, hai là buổi chiều thôi. Tại vì họ đi lấy là họ sẽ đi cái tuyến đường mà nó, họ đi cái khung giờ mà phù hợp, đi ngang nhà anh em á, chứ không phải như xe đơm là điện cái là tới nhà lấy hàng cho tôi, không được. Đó, ví dụ như sáng thì mình đặt thì nếu mà được sớm thì là chiều là họ sẽ tới lấy, hoặc là trễ lắm cũng là sáng mai. Đó là trường hợp thứ hai, là nếu mà anh em bận, anh em không có thời gian đi gửi thì mình sẽ, bên mình có dịch vụ. Cái này những cái phí gửi đi gửi về là anh em chịu nha. Mình thì mình khi mà mình nhận lắp thì mình sẽ ăn cái tiền EQ, còn cái tiền vận chuyển là anh em chịu khó là gửi đi. Thì trước giờ vận chuyển mà ở tỉnh anh em, ví dụ như mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh em những cái tỉnh miền Tây thì gửi đi rẻ hơn, khoảng tầm ngoài 100.000 một lượt đi lượt về thì khoảng ngoài 200.000. Còn những anh em ở xa thì nó sẽ trên dưới 300.000 là cả lượt đi và lượt về. Đó, cái clip này là mình chi tiết cho anh em về cái việc là gói đàn gửi tới Bảo Guitar Shop để nâng cấp EQ hoặc là sửa chữa đàn. Rồi, cảm ơn em rất nhiều.